Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ về cái khoen nha các bạn. Cái này bạn thay là mấy cái chốt chốt cửa nha các bạn, dùng để móc hoặc là treo đồ các bạn. Giờ mình sẽ vào ngôi trường mình vẽ này, mình vẽ 2D trước nhé. Đó, mình vẽ cái vòng tròn trước này, mình gán số cho nó nhé. Thì bài tập 3 hôm nay cũng khá là đơn giản và dễ các bạn nhé. Không có gì khó khó à. Nếu các bạn thấy những video của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn, để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình gán thông số cho nó này, cắt bỏ bớt đi cho nó hoàn thiện đây này. Cái này nó cũng dễ thôi, các bạn vẽ này nó đỡ mà dùng cái lệnh swept đó các bạn. Mình sẽ tạo được cái hình dáng cơ bản của nó. Sau đó mình sẽ tạo cái phần đuôi của nó các bạn, cái phần có ren đó. Vậy thôi cũng dễ mà, các bạn chọn cái phần cycle profile là tiết diện theo dạng hình tròn đó các bạn. Các bạn nhập cái đường kính của tiết diện của bạn vô nhé các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Ok nhé. Nó vậy là cũng ra gần giống đó các bạn. Nói mình thay đổi một số cái nhé. Nó mình tạo một cái mặt phẳng để làm cái chỗ, là cái chỗ để mà tạo ren nha các bạn. Rồi. Còn đây được chưa? Song song với mặt phẳng đó. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn nha các bạn, để mà mình tạo ren đó. Rồi mình nhập số vô. Nhập rồi nhé. Ok. Các bạn tiến hành chút cắt cái này, cắt nó đi. Rồi ok ok nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vắt mép lên cho nó này. Ok. Chúng ta làm nhọn cái phần đuôi của nó nhé. Phần nhọn đó. Rồi ok luôn. Giờ mình sẽ vào phần tạo ren nha các bạn. Cái này mình vẽ theo cái mẫu ở trên mạng nha các bạn. Rồi ok. Các bạn vẽ đường tròn này, các bạn ảnh bớt cho các bạn quan sát cho dễ hơn. Đó cái đường tròn chứ cái mặt phẳng mình đã tạo lúc nãy các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nó hiện lại này. Bắt đầu vô cái lệnh ren này, helico này các bạn. Kích chọn vô, rồi nó sẽ ra. Các bạn nhập thông số vào cho nó nhé. Đây mình chọn
Warrior này, Warrior là nó thay đổi cái ren đó nha bạn, thay đổi cái bước ren theo chiều dài, nhưng mà mỗi chiều dài có bước ren khác nhau. Mình quan sát mình thấy hình như là cái phần đuôi bước ren nó thưa hơn với cái phần thân. Mình sẽ sửa thông số cho nó thích hợp nữa các bạn. Đó, các bạn thay đổi các thông số của nó luôn nha các bạn. Đó là các bạn ra được cái hình dáng như vậy. Mình sẽ tiến hành xếp kết nó. Thực ra thì nó có nhiều cách làm lắm. Làm nhận này mình kiếm được, các bạn xem mấy cái video mà làm mấy con vít của mình ấy, cũng có cách tạo vào kiểu khác nữa. Thấy cách nào phù hợp các bạn làm. Rồi đó, mình sẽ vẽ cái biên dạng của Ren ra này các bạn. Biên dạng của Ren ấy. Đó, chúng ta ràng buộc kích thước nó vô này, mình tam giác đều nha các bạn. Đó, y tương đối này, y là tương đương ấy. Đó, nó bằng nhau hết rồi, ok. Tiến hành chúng ta sẽ phép luôn, không phải xếp cách nữa các bạn nhé, phép luôn. Đó, thấy khúc đuôi này nó sẽ ăn vào bên trong này. Cách nào dễ dễ thì làm nữa các bạn, mệt các bạn bỏ đi rồi, ok nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cắt cho xử lý cái phần đuôi cho nó mất mất đi nữa các bạn. Đó, ảnh bớt đi, có cái phần này, cái phần không không có mệt đó, là không có liên kết lại với nhau đó. Các bạn hãy xóa cái phần thân ảnh thân đi, bây giờ bạn xử lý cái phần này này, cắt làm sao cho nó mất mất đi cái khúc đầu khúc đuôi cho nó đẹp này. Đó là sẽ cắt cắt bỏ này đi, mình cần cắt bỏ đi. Rồi xì vô này, rồi ra bắt đầu á, xoay tròn cái cắt bỏ đi thì vô lại chút kết cũng được các bạn. Rồi ok. Các bạn làm tự phần bên dưới luôn, các bạn quan sát này. Đó, đã mất đi cái phần kia rồi, cái phần mà lõm ra ngoài xấu đó. Các bạn cắt đi rồi, các bạn tiến hành này. Combine đó là liên kết nó lại này, chỗ này chọn cái phần thân, ok. Mà tính đang sự xử lý, mới mình xử lý hơi lâu một tí, nó cũng khá là nặng các bạn ơi. Rồi xong là đã được liên kết lại với nhau rồi. Đó, thấy chưa? Những cái này với nhau rồi các bạn. Rồi, tới cái phần phần trên này thì cũng dễ, các bạn có thể revolve hoặc là cắt nó đi cũng được, cũng không có vấn đề gì cả, cũng dễ mà. Đó, sau khi các bạn đã tiết diện xong, các bạn revolve nó ra, các bạn thấy chưa? Rồi xong được cái khoen này đó các bạn. Đó, đơn giản đúng không? Đó, các bạn thấy ở kênh YouTube của mình nhé các bạn, thấy hay ủng hộ vào chia sẻ cho người cùng biết nhé các bạn, để mình có động lực làm video. Chúc bạn ngày tốt lành nha các bạn ơi, tạm biệt nhé.